Hướng tới kỷ niệm 135 năm ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng 20 tháng 8 năm 1888, 20 tháng 8 năm 2023 và thực hiện các đề án bảo tồn, phát huy giá trị dân ca, dân vũ, dân nhạc của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch giai đoạn 2023-2030 trên địa bàn tỉnh An Giang. Mới đây, tại khóm văn hóa Tân Đồng, thị trấn Ốc Eo, Trung tâm Văn hóa, Thể thao, Du lịch và Truyền thanh huyện Thoại Sơn phối hợp thị trấn Ốc Eo tổ chức đêm văn nghệ phục vụ đồng bào dân tộc thiểu số miền núi Thoại Sơn, Tri Tôn, Tỉnh Biên. Chương trình với các tiết mục ca múa nhạc đặc sắc, đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc, ca ngợi Đảng, Quang Vinh, Bác Hồ vĩ đại, đất nước trên con đường đổi mới, hội nhập và phát triển. Mừng ngày Hội Văn hóa Khmer Nam Bộ dân dân. Qua đó thể hiện tiềm năng văn hóa, văn nghệ trong đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số An Giang nói chung và Thoại Sơn, Tri Tôn, Tỉnh Biên nói riêng, góp phần bảo tồn và phát huy kho tàng văn hóa các xã vùng dân tộc miền núi với mục tiêu xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Đêm giao lưu văn nghệ còn là dịp để đồng bào các dân tộc giao lưu, học hỏi kinh nghiệm nhằm nâng cao chất lượng xây dựng đời sống văn hóa cơ sở, tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa.